Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 149 của bộ truyện tiên nghịch Thì tập này được mang tên là Trúng Lát sẽ nói nội, sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì Vương Lâm đến cái cái hành tinh của Vọng Nguyệt thì khi mà đến đây thì Vương Lâm đã sử dụng thăng tiên quả làm tê liệt những xúc tu làm cho nó xây xỉn các kiểu Rồi Vương Lâm mới rút xương nó ra luôn rồi sau đó hắn ôm cái khúc xương này bỏ chạy à, vì hắn biết nếu mà chỉ cần chậm chút thôi đợi cho cái con vọng nguyệt này tỉnh lại là cái mạng hắn tôi đời diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người xúc tu trên mặt đất dưới uy lực của thân tiên quả mặc dù sinh ra ý nghĩ muốn quấn lấy nhưng lại có chút chậm chạp chẳng qua xương sống của vọng nguyệt thực sự là quá lớn cho dù là những xúc tu này có chậm chạp hơn nữa cũng đã có rất nhiều quấn lấy xương của vọng nguyệt vương lâm không chút do dự vỗ túi trữ vật lập tức lấy ra cắm viên ánh mắt lộ ra một tia đau lòng nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc đau lòng hắn cắn răng một cái bấm quyết chỉ vào cắm viên cắm viên bỗng nhiên rung lên giống như truyền ra một tiếng rên rỉ nó dù sao cũng đi theo Vương Lâm nhiều năm Hơn 900 năm tế luyện đã có chút linh trí xuất hiện rồi Lúc này trong tiếng kêu trên rỉ Lại lộ ra một tia kiên quyết Cấm viên tan vỡ Cấm chế trong đó hóa thành vô số hắc quan Dung hợp với nhau Hình thành một cái đạo sâu băng màu đen Hơn nữa trên đó còn có một tầng hỏa diễm mỏng manh Giống như thiêu đốt Trong tiếng ầm ầm lao thẳng về phía những xúc tu Quấn quanh xương cốt của vọng nguyệt Cấm phiên tự hủy, đổi lấy lực lượng vô tận trong khoảnh khắc hóa thành một cấm chế khổng lồ trong cấm chế này có linh tính linh tính này bởi vì vương lâm mà sinh lúc này cũng vì vương lâm mà diệt cấm chế thực lớn bởi vì mang theo linh tính trong khoảnh khắc đã bộc phát ra lực lượng vô tận rơi trên những xúc tu kia khiến cho những xúc tu này trong khoảnh khắc có chút chậm lại Vọng nguyệt quá mạnh cho dù là lực lượng của cấm phiên tự hủy đổi lấy cũng không thể chặt đứt chỉ có thể có chút ngăn cản là chỉ có thể ngăn cản được một lát mà thôi Vương Lâm thầm than nhưng mà lại không chút do dự kéo mạnh một cái. xương sống của vọng nguyệt bị quấn quanh đột nhiên bay lên được Vương Lâm khiên bay thẳng về phía sương mù dày đặc trên không. Về phần đoạn xương của vọng nguyệt của tiên vệ cũng bị xúc tu cuốn lấy. Nhưng mà dưới tác dụng của cấm phiên lập tức theo sát phía sau Vương Lâm. Một người một con rối đột nhiên lao ra, mắt thấy sắp tiến vào trong sương mù. Chỉ cần xuyên qua tầng sương mù này chính là tinh không vô tận. Nhưng mà đúng lúc này đại địa rung rẩy đã đạt tới đỉnh điểm, trên mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe thật lớn. Cái khe này giống như một cái miệng khổng lồ nhanh chóng mở ra. Một tiếng rít gào chấn kinh thiên địa từ trong cái miệng khổng lồ này truyền ra. Vương Lâm thân thể run rẩy. Ở dưới tiếng giống này, tiên lực nháy mắt tán loạn. Sắc mặt của hắn tán loạn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả cơ thể con rối tiên vệ cũng chấn động, kim quang có chút tán loạn. Vương Lâm cắn chặt răng. Hắn không thèm quan tâm tới những cái khe nứt đang gào thét trên mặt đất hắn lại phóng ra một lần nữa bay thẳng vào trong sương mù nhưng khe nước khổng lồ trên mặt đất lập tức bay thẳng lên trời thời khắc này giống như toàn bộ mặt đất đang được kéo lên không trung theo sự di chuyển của mặt đất trong vương hạ tinh đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm dữ dội những tảng đá lớn liên tục vỡ vụn rất nhiều lục địa tan vỡ rồi tiêu tán giữa bầu trời tình cảnh này rất giống với trước đó bản tung hấp thu linh lực của một tinh cầu rồi làm cho nó tan vỡ nhưng mà lực lượng tan vỡ của tinh cầu kia là từ bên trong mà tỏa ra sức mạnh này rất khổng lồ những tu sĩ tầm thường nếu ở quá gần thì căn bản không có cơ hội sống nhưng mà vân hà tinh lúc này lại có chút khác biệt tuy nó cũng tan vỡ nhưng mà không sinh ra lực lượng có tính chất hủy diệt khi vọng nguyệt thức tỉnh thì cơ thể khổng lồ của nó khẽ động làm cho rất nhiều lục địa dính trên người nó sau rất nhiều năm tháng trở thành bụi vấn tất cả mọi thứ trên cơ thể nó đều rung rẩy mặt đất liên tục phóng thẳng lên khung chẳng qua chỉ là ảo giác xuất hiện trong mắt mà thôi trên thực tế thì mặt đất chính là thân thể vọng nguyệt cái phóng lên khung chẳng qua chỉ là do vọng nguyệt xoay người ngẩng đầu lên mà thôi trong nháy mắt khe nước khổng lồ đã phóng đến bên người nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi vương làm cúi đầu trong mắt hàng quang lấp lánh lúc này uy lực của thân tiên quả vẫn còn tồn tại mà chưa tiêu tán nếu không hắn tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi chỗ này rồi chỉ cần ngăn cản vọng nguyệt trong khoảnh khắc, Vương Lâm sẽ có thể lao ra khỏi sương mù và tiến vào bầu trời. Vương Lâm cắn răng, định vỗ vào túi trữ vật, nhưng mà đúng lúc này ánh mắt của hắn lại trở nên ngưng trọng. Trong lúc khe nước khổng lồ đang liên tục tiếp cận, Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được một con sống đang ở sâu bên trong khe nước. Con sống này hắn cực kỳ quen thuộc, nó chính là thức tinh kiếm trận. Vương Lâm rụt tay phải lại không vỗ vào túi trữ vật nữa, hắn bấm pháp quyết chỉ về phía trước, miệng quát kiếm trận? Trở gì thần thông trong giọng nói của vương lâm giống như là ngôn xuất pháp tùy thần thông hóa thành rất nhiều sấm sét rồi liên tục phóng thẳng vào thức tinh kiếm trận ở sâu bên trong khe nứt kiếm trận gào thét rồi xoay chuyển với tốc độ cực nhanh những cái luồng kiếm khí vô tận tản ra lập tức điên cuồng công kích ở bên trong nhưng mà công kích này đối với vọng nguyệt thì quá yếu căn bản là không thể ngăn cản được nó được nữa khác nữa khi thấy khe nứt càng ngày càng gần mắt vương lâm chợt lóe hạng quang hắn quát to Tự thử kiếm bao một tiếng nổ lập tức vang vọng trong khe nứt đúng lúc này tiếng gầm rống lại truyền ra khí thế phóng lên không của khe nứt lại càng nhanh hơn khe nứt đã chỉ còn cách vương lâm trăm trượng tốc độ của hắn cũng cực nhanh lúc này vương lâm và tiên vệ đã phóng vào bên trong làn sương mù dày đặc khi khe nứt đến gần thì sương mù lại nhanh chóng tiêu tán trong nháy mắt đã tan biến không còn một mảnh sau rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên sương mù trên vân hà tinh này tiêu tán. Hợi trư, dị dương, thân hù, sửu ngu, dần Hổ, mão thỏ, tất cả, bảo. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia điên cuồng. Những tiếng nổ mãnh liệt liên tục vang vọng rồi tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể của Vọng Nguyệt. Thức tinh kiếm trận không chỉ có kiếm thể tự bạo Mà trong khoảnh khắc này Ngay cả những tà hùng ở bên trong Cũng hóa thành những lực lượng vô tận Tất cả đều vỡ nát Chuyển hóa thành một luồng khí tức hủy diệt khổng lồ Luồng khí tức này cùng kiếm thể Phát động một kích ác liệt nhất Nhằm vào vọng nguyệt Vọng nguyệt quá mạnh Căn bản khi thức tinh kiếm trận tự bạo Thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào Chỉ khi lực trùng kích phóng lên Thì vọng nguyệt mới hơi chậm lại một chút Mà Vương Lâm muốn chính là cái này Vương Lâm và con rối tiên vệ nhanh chóng phóng thẳng ra bầu trời bên ngoài. Khe nước khổng lồ chỉ hơi chậm lại một chút rồi lập tức khôi phục lại như thường. Lúc này uy lực của thăng tiên quả làm cho vọng nguyệt không thể phát hiện ra chỗ nào trên người của mình truyền đến sự đau đớn và cảm giác hưng phấn như vậy. Lúc này vọng nguyệt vừa mới thức tỉnh đang rơi vào trạng thái mơ hồ. Nhưng nó lại cảm thấy vật được hai sinh linh vác trên người đang liều mạng bỏ chạy kia có chút quen thuộc. Vọng nguyệt đuổi bắt theo bản năng nó muốn giữ cái vật gì đó rất quen thuộc lại Lúc này nhìn thấy đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh Một âm thanh giống như đến từ rất nhiều năm tháng trước từ trong khe nước truyền ra Âm thanh này không có ý nghĩa gì cả Nhưng lại được phát ra cực kỳ quỷ dị Trong nháy mắt khi âm thanh này vang lên Vương Lâm lập tức cảm thấy da đầu tê dại Âm thanh này có tiếng nói của cổ thần Trong khi ức của đầu tiên Chưa từng đề cập đến chuyện Giọng nguyệt sẽ phát ra tiếng nói của cổ thần Để rốt cuộc là giọng nguyệt gì vậy? Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nói của cổ thần được khe nứt phát ra đã vang vọng khắp đất trời. Vương Lâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như không phải vọng nguyệt đang truy đuổi phía sau mà là một người cổ thần thành niên vậy. Tiếng nói của cổ thần vang lên giống như giữa trời đất ngày hôm nay truyền đến một tiếng gầm rống từ thời viễn cổ. Trong tang thương lộ ra một luồng thần thông làm cho Vương Lâm sinh ra sự khủng hoảng giữa sống và chết. Khoảnh khắc này, bầu trời khắp bốn phía xuất hiện rất nhiều khe nứt giống như muốn sụp đổ. Vương Lâm nhìn thấy tình cảnh này thì hùng phi phát tán. Hắn biết thần thông này chính là kỹ thuật phá nát mà chỉ bác tinh cổ thần mới thi triển ra được. Thần thông này khi đến một mức độ nào đó, có thể dùng ánh mắt làm cho tất cả mọi thứ bị nhìn thấy phải tan vỡ rồi hóa thành tro bụi. Nguy cơ sinh tử chưa bao giờ đến gần như vậy. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, trong miệng hắn truyền ra một tiếng rống quỷ dị. Âm thanh hắn phát ra cũng là tiếng nói của cổ thần được truyền thừa từ đầu tiên. Khe nước lập tức ngừng lại, những vết nước khổng lồ cũng khép miệng lại. Đúng lúc này, trên mặt đất xuất hiện hai khe nước khổng lồ, bên trong lộ ra hai luồng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt này rơi lên người Vương Lâm, lộ ra sự lạnh lẽo và mê mang. Lúc này, bầu trời khắp bốn phía đang chuẩn bị tan vỡ vì tiếng nói cổ thần của vọng nguyệt cũng lập tức ngừng lại. Vương Lâm không chút do dự, xoay người bỏ chạy, tốc độ của con rối tiên vệ cũng chưa bao giờ ngừng lại. đúng lúc này một hình bóng gầy gò mang theo sự sợ hãi và hưng phấn đã dùng tốc độ cực nhanh đang từ trong khe nước chuẩn bị phóng ra. gã chính là tham lang. những biến đổi của vọng nguyệt làm cho chỗ bài tiết và hấp thu của nó chuyển động kịch liệt rồi tạo ra một vết nứt. tham lang phóng ra từ trong khe nước này, tất nhiên gã sẽ không quên cự đỉnh. sau khi tham lang phóng ra khỏi chỗ bài tiết và hấp thu, gã cảm thấy vọng nguyệt quá là đáng sợ. Gã không chút do dự, dùng lực lượng của cự đỉnh nhanh chóng bay thẳng lên trên. Đập vào mặt của gã là vết nứt khổng lồ ở phía trước, thậm chí gã còn nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Luôn hưng phấn trăm năm chưa từng có này bập bền, giống như những cơn sóng trong cơ thể của Tham Lan, thậm chí gã còn mừng rơi nước mắt nữa. Cái loại cảm giác người không ra người, quỷ không ra quỷ, suốt ngày phải sống trong những cái luồng khí tức tanh tưởi, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi khoảng thời gian trăm năm phải sống trong bộ phận bài tiết của con hung thú này đối với tham lang chính là sự sỉ nhục một mối sỉ nhục trừng trụi đặc biệt là cái luồng khí tức tanh tưởi làm cả đời tham lang khó quên thậm chí lúc này luồng khí tức đó đã tiêu tán rồi nhưng mà gã vẫn có thể ngửi thấy được tham lang thề sau khi rời khỏi chỗ này thì cả đời sẽ không bao giờ tiến nữa bước vào la thiên bắc vực hơn nữa nếu sau này gã có cơ hội tìm kiếm bảo vật thì nhất định phải cẩn thận cẩn thận và cẩn thận Khe nước kia càng lúc càng gần Hưng phấn trong mắt tham lang hầu như đã đạt đến đỉnh điểm Lão phù tham lang Cuối cùng cũng thoát khốn rồi Lúc này trong nháy mắt Khi ánh mắt mê hoặc của vọng nguyệt tiêu tán Tiếng nói của cổ thượng lại vang vọng một lần nữa Toàn thân vương lâm trở nên lạnh lẽo Trước nguy cơ sinh tử Hắn bất chấp tất cả Hắn khẽ động tâm niệm Tốc độ của con rối tiên vệ lập tức hơi chậm lại Nửa đoạn xương vọng nguyệt đang được khiêng trên vai Lập tức bị ném xuống dưới trả lại ngươi một nửa đi nửa cái đoạn xương vọng nguyệt giống như một dãy núi khổng lồ rơi xuống tạo nên những luồng gió với những tiếng rít gào chói tai lúc này khe nứt lại ngừng một chút bầu trời bốn phía đang tan vỡ lập tức dừng lại vọng nguyệt nhìn chăm chăm vào dãy núi đang rơi xuống trong mắt nó lộ ra vẻ mê hoặc vực này nó rất quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra đây rốt cuộc là cái gì nhưng nó phản ứng theo bản năng mà mở rộng khe nứt rồi nuốt lấy dãy núi kia hưng phấn của tham lang giống như nuốt vào rất nhiều thăng tiên quả gã phóng đi với tốc độ cực nhanh nhìn thấy miệng khe nứt càng ngày càng gần thậm chí gã cũng muốn gầm lớn một tiếng trăm năm thi thảm cuối cùng cũng kết thúc ở bên trong vọng nguyệt không thể thuấn di tham lang đã sớm biết rõ chuyện này một khi thuấn di sẽ bị một lực lượng kỳ dị ngăn cản tốc độ ngược lại sẽ chậm hơn rất nhiều nhưng đúng lúc này trong nháy mắt khi khoảng cách giữa tham lang và khe nứt đã rất gần Ánh mắt của gã khi nhìn khe nứt đột nhiên bị một cái bóng khổng lồ bao phủ. Tham Lam ngẩng người ra rồi cố gắng dụi dụi mắt, thậm chí gã còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác nữa. Cái bóng khổng lồ này là cái gì vậy? Tham Lam bị giam trong cái luồng khí tức tanh tưởi ở chỗ bài tiết của vọng nguyệt quá lâu, lúc này ngay cả tinh thần của gã cũng trở nên trì trệ. Đây, đây là một dãy núi hả? Trong mắt Tham Lam lộ ra sự tuyệt vọng, những luồng hương phấn của gã đã tiêu tán trong nháy mắt, nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác ở trong tình cảnh tương phản mạnh mẽ như vậy đều cảm thấy hoảng hốt và sụp đổ. nhưng tham lang dù sao cũng là tu sĩ đại thần thông, lúc này gã rống lên một tiếng, phóng thẳng cơ thể về phía trước. tham lang chui hẳn vào bên trong cự đỉnh, rồi nhanh chóng áp sát vào bên rìa khe nứt. ngọn núi gào thét phóng sát của bên cạnh cự đỉnh, những tia lửa liên tục lóe ra do ma sát. cơ thể tham lang ở bên trong trở nên chấn động, rồi liên tục phun ra máu. chết tiệt! Sau khi vất vả vượt qua ngọn núi, vẻ mặt tham lang trở nên trắng bệt từ trong cự đỉnh huyển hóa mà đi ra. Cái đỉnh này gã chưa thể điều khiển được hoàn toàn nên dung thân vào bên trong chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu ở trong đó quá lâu, gã sẽ lập tức bị luồng khí tức khủng bố bên trong cự đỉnh luyện hóa. Sau khi nuốt vào nửa dãy núi, vẻ mê mang trong mắt vọng nguyệt ngày càng đậm. Rốt cuộc là cảm giác gì mà nó cảm thấy rất quen thuộc, rất quen thuộc giống như lúc nào cũng muốn nghĩ tới lợi dụng thời gian do dự của vọng nguyệt vương lâm khẽ động tâm niệm con rối tiên vệ lập tức phóng lại nó đứng ở phía sau giúp vương lâm khiêng nửa đoạn xương vọng nguyệt rồi cả hai nhanh chóng bỏ chạy vào tinh không vẻ mê mang trong mắt vọng nguyệt dần tiêu tán uy lực của thăng thiên quả đã bắt đầu tiêu tan trong ký ức của cổ thần đồ ti từng nhắc đến vọng nguyệt một loại vật sống ký sinh trên sự tồn tại của cổ thần nếu thiên đạo có minh thì cổ thần có đang Chữ minh này có thể giải thích là linh, cũng có thể là hùng. Nói chung ý nghĩa của nửa câu đầu là nói thiên đạo cũng không phải là vật chết mà quả thực có sự tồn tại. Có lẽ thiên đạo có linh và hùng, nhưng mà sinh linh không thể hiểu rõ. Nửa câu sau nói về việc vọng nguyệt. Trong ký ức của cổ thần đồ ti không nhắc đến vọng nguyệt vì sao xuất hiện, ngay cả hắn cũng không hiểu được. Hình như nó đã tồn tại từ trước đó rất lâu rồi. Hình như hùng và linh của thiên đạo đều giống nhau, đều là những vật không thể nắm lấy, không ai có thể hiểu được rõ ràng vọng nguyệt phẫn nộ như một chỉ của cổ thần đây là một miêu tả thứ hai về vọng nguyệt trong ký ức của cổ thần đầu tiên một câu nói này lại làm vương lâm có ấn tượng sâu sắc từ nội dung của nó thì có thể hiểu vọng nguyệt một khi phẫn nộ thì sẽ đạt đến hình thái thứ ba lúc này nó sẽ có uy lực tương đương với một chỉ của cổ thần uy lực có thể mạnh có thể yếu nhưng nếu là cực mạnh thì giống như một chỉ của cửu tinh cổ thần mặc dù là tu chân tinh cũng phải tan vỡ. Nếu uy lực nhỏ nhất thì giống như một chỉ của nhất tinh cổ thần, nhưng mà rõ ràng lúc này vọng nguyệt khổng lồ trước mặt Vương Lâm cũng không phải có uy lực nhỏ. Toàn thân Vương Lâm lập tức lóe lên hàng quang, tốc độ của tiên vệ được triển khai đến cực hạn. Hắn cầm lấy một nửa xương cốt của vọng nguyệt rồi điên cuồng bỏ chạy. Trên đường đi hắn đã thử dùng hạt châu thiên nghịch hấp thu rồi, nhưng mà không biết có phải vì tốc độ quá chậm hay không mà trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành được. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ vương hạ tinh vang vọng những tiếng nổ ầm ầm rất dữ dội. Âm thanh này quá lớn, nếu nói nó là sấm sét thì cũng hơi nhỏ. Tiếng nổ truyền ra trong phạm vi rộng, rất nhiều tinh không ở khắp bốn phía đều có thể nghe thấy những âm thanh gào thét tràn đầy phẫn nộ này. Vương Lâm ngước mắt lên nhưng mà không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy trốn. Nếu Vọng Nguyệt không có xương thì nó cũng không chết, chỉ cần có đủ thời gian nó sẽ ngưng tụ ra một cái nữa chẳng qua rõ ràng là xương của vọng nguyệt không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể ngưng luyện mà ra được cũng khó trách vọng nguyệt phẫn nộ như vậy cơ thể khổng lồ của vọng nguyệt dưới những tiếng nổ ầm ầm chậm rãi xòe tròn ra rồi dần dần kéo dài chỉ một động tác đã vang vọng lên những âm thanh xé toạt một mảnh đất trên vọng nguyệt lại sụp đổ sự tan vỡ lúc này đã trở nên vô cùng triệt để những xúc tu khổng lồ từ trên vọng nguyệt không ngừng được kéo dài ra rồi chậm rãi đông đưa một luồng khí tức khổng lồ không thể tưởng tượng dần dần từ bên trong phóng ra ngoài hình bóng tham lang từ trong cự đỉnh huyễn hóa mà ra nhưng mà thời cơ khi hắn xuất hiện lại quá kém khi vọng nguyệt đang phẫn nộ thì từ trong vết nứt cách đó không xa tham lang hai mắt đỏ hồng trong miệng gầm lên một tiếng gã liều chết tăng tốc để phóng ra ngoài nhưng mà đúng lúc này cái khe nứt kia lại chậm rãi khép lại Không! mắt tham lang ướt đẫm máu gã rống lên thi thảm Vọng Nguyệt khép miệng lại, cơ thể khổng lồ tràn đầy lực lượng uy hiếp. Những hành động của nó thấy rất thông thả, nhưng cũng không phải là thoải mái. Nhưng dưới dư uy của thăng tiên quả, nó lại dần dần khôi phục trở lại. Vương Lâm cầm theo xương Vọng Nguyệt đuổi theo phía sau tiên vệ. Lúc này, hắn đang nhảy vào tinh không, vỗ vào túi trữ vật. Tinh La Bàn lập tức bay thẳng ra. Vương Lâm phóng lên Tinh La Bàn, cả người hóa thành ngân quang. Hắn mang theo xương cốt của Vọng Nguyệt, rất dài, phóng thẳng đi như tên bắn, không thèm quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng của Vọng Nguyệt đang nhìn chầm chầm vào Vương Lâm đang phóng đi ở phương xa. Số lượng xúc tu khổng lồ trên cơ thể của nó khẽ vung lên. Một cơn lốc đột nhiên nổi lên rất mạnh rồi tạo nên những tiếng nổ điên cuồng. Một cơn sóng khí lập tức đánh thẳng về bốn phương tám hướng. Vọng Nguyệt khổng lồ bay về phía trước trong cơn sóng. Hầu như không nhìn thấy Vọng Nguyệt di chuyển, nhưng khoảng cách từ Vương Lâm đến chỗ nó lại dần được thu hẹp lại. Cùng lúc này, Vọng Nguyệt lại há miệng phun ra một ngôn ngữ của cổ thần. Trong nháy mắt da đầu của vương lâm trở nên tê dại hắn nhìn thấy một vọng nguyệt nhỏ trên trăm trượng phóng ra từ trong một cái vết nứt tham lam ở bên trong đột nhiên nhìn thấy bầu trời vẻ hưng phấn lại được nhen nhóm trong ánh mắt của gã loại cảm giác này thực sự rất tuyệt gã đã rất lâu rồi không được nhìn thấy bầu trời nên lúc này tâm tình của gã kích động không nói nên lời nhưng gã biết lúc này cũng không phải là thời cơ thích hợp để bỏ chạy Trong nháy mắt nhìn thấy vương lâm đang đứng trên tinh la bàn ở phương xa gã ngẩng người như lập tức hiểu rõ trong ánh mắt lại lộ ra những luồng hận ý nhưng tham lang lại không dám có những hành động thiếu suy nghĩ những con hung thú trăm trưởng ở bên cạnh của gã quá nhiều nếu mà gã chỉ cần khẽ động thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của chúng vương làm hít vào một hơi thật sâu hắn không chút do dự vỗ vào túi trữ vật lấy ra một cái bầu rượu chỉ còn lại vài giọt tiên tửu rồi cắn răng uống vào hắn thấy bên trong chỉ còn lại hai giọt trong nháy mắt tiên lực lại mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể của vương lâm tiên lực này cực kỳ nồng đậm thậm chí còn rất tinh thuần dù sao đây cũng thực sự là vật của tiên nhân mà vương lâm cố gắng đè nén cơn đau và cảm giác giống như sắp hôn mê hắn nâng tay phải lên rồi hung hăng vung một chỉ về đám vọng nguyệt đang phóng thẳng tới miệng quát lớn đính vương lâm vừa nói ra khỏi miệng pháp thuật đã xuất hiện trong nháy mắt tiên lực đang bùng nổ trong cơ thể của hắn lập tức phóng ra theo cánh tay phải rồi hóa thành một lực lượng vô cùng vô tận tràn ngập đất trời một chữ định vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt trời đất giống như ngừng vận chuyển nếu bình thường vương lâm sẽ không có khả năng làm được chuyện này mặc dù bây giờ cũng phải dựa vào uy lực của tiên tiểu nếu không có tiên tiểu thì hắn không thể thi triển định thân thuật đến mức độ này được trong nháy mắt khi mọi vật đều ngừng lại vương lâm nhanh chóng phóng đi không quay đầu lại với tốc độ cực nhanh hắn không chút do dự thi triển ngay thuật thần thông chuyên dụng để chạy trốn của lão già trên lãnh thổ yêu linh nhưng pháp thuật của vương lâm chỉ làm cho vọng nguyệt nhỏ ngừng lại mà vọng nguyệt khổng lồ hóa thành vân hạ tinh lại căn bản không chút ảnh hưởng nó phóng thẳng tới mang theo lực trung kích khổng lồ rồi lập tức khôi phục lại tự do cho tất cả những vọng nguyệt bị khựng lại còn về phía tham lang vận khí của gã cũng quá kém cơ thể gã cũng bị ngừng lại khi tất cả đã khôi phục thì chậm mất một bước rồi khe nước khổng lồ đã bị vọng nguyệt khép lại rồi tham lang cảm thấy trước mắt tối sầm lại khoảnh khắc sau lại hiện ra chính mình đã quay về trong khe nước vẻ tuyệt vọng điên cuồng lộ ra trong mắt tham lan gã cắn mạnh đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu lớn tất cả rơi lên cự đỉnh trên cự đỉnh lập tức tản ra một luồng khí tức tang thương một con sóng hình tròn bùng lên nó quấn đến tham lan rồi lóe lên tham lang đã trực tiếp thay đổi vị trí với một vọng nguyệt nhỏ đang đánh thẳng về phía trước nhanh nhất vẻ mặt tham lang tái nhợt lại phun ra một ngụm máu lớn gã tung một chỉ vị vương lâm đang chạy trốn ở phía trước rồi quát lớn một cách dữ tợn vương lâm đừng chạy vương lâm đã sớm chú ý đến hình bóng của tham lang, lúc này hắn cũng chẳng thèm ngoảnh lại tay phải lại chỉ về phía sau cơn lúc tiên lực còn dư ra bên trong cơ thể đột nhiên tràn ra ngoài đỉnh tham lang đang muốn thi triển cự đỉnh thần thông để đổi vị trí của mình cho vương lâm nhưng mà lúc này định thân thuộc đã giáng xuống cơ thể của gã lập tức ngừng lại khoảnh khắc này ánh mắt của vọng nguyệt lại rơi lên trên cự đỉnh ở trước người tham lăng trong mắt nó lộ ra một tia sáng kỳ dị nó cảm thấy trên cự đỉnh truyền đến một luồng khí tức làm cho mình rất dễ chịu năm xưa khi vọng nguyệt chưa thức tỉnh nên không giết chết tham lăng bởi vì bên cạnh người này có cự đỉnh nhưng mà khi đó vọng nguyệt chưa tỉnh nó chỉ dùng ý thức đưa cự đỉnh và tham lăng tiến vào trong chỗ bài thiết Nơi đó tuy là chỗ bài thiết của Vọng Nguyệt nhưng cũng chính là địa phương hấp thu mọi vật. Vọng Nguyệt muốn hấp thu cự đỉnh vì vậy mới làm cho Tham Lan biến mất cả trăm năm. Trong nháy mắt khi cơ thể Tham Lan bị ngừng lại, Vọng Nguyệt lập tức nuốt vào. Trong mắt của Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị rồi lợi dụng cơ hội này bay đi như tên bắn. Khoảng cách lập tức được kéo giãn ra. Tham Lang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đến khi hành động hồi phục trở lại thì gã đã bị nuốt đến bên cạnh khe nước. Loại cảm giác lên lên xuống xuống này làm thần tình của Tham Lan trở nên chua xót. Nhưng đồng thời hận ý của gã đối với Vương Lâm lại càng trở nên nồng đậm. Tất cả đều tại ngươi! Tham lang cắn chặt răng, hai tay bắt pháp quyết đặt trên cự đỉnh. Một luồng hào quang màu trắng sữa lập tức lấp lánh trên mi tâm của gã rồi rơi lên cự đỉnh. Lão Phu cho dù hy sinh tuổi thọ cũng phải chạy ra khỏi chỗ này! Tham lang gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc này, cự đỉnh trước mặt hấp thu thọ nguyên của tham lang thì lập tức phóng to ra hầu như chỉ trong nháy mắt một luồng khí thương tan khổng lồ điên cuồng tăng trưởng rồi truyền ra ngoài vô cùng vô tận theo sự phóng to của cự đỉnh vọng nguyệt đột nhiên gầm trống lên rồi truyền ra những tiếng nổ ầm ầm cơ thể vương lâm lại rung lên rồi phun ra một ngụm máu tươi rõ ràng cơ thể đã bị trọng thương rồi cơ thể còn rối tiền vệ cũng trở nên rung rẩy ánh kim quang bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ ngay cả linh tính trong hai mắt cũng trở nên ảm đạm nhưng nếu mà so với vương lâm thì gã lại bị thương tương đối nhẹ cự đỉnh không ngừng phóng lớn ra tham lam quyết định phóng thẳng ra ngoài lúc này cái miệng của vọng nguyệt cũng liên tục tăng trưởng theo cự đỉnh cái đỉnh này lão tử bỏ tham lan đau lòng xoay người phóng ra bên ngoài nhưng mà đúng lúc này vọng nguyệt khổng lồ lại phun ra bên ngoài cự đỉnh khổng lồ bị nó hất văng ra trong mắt vọng nguyệt lộ ra một tia sáng kỳ dị những xúc tu trên cơ thể lập tức kéo dài ra rồi trực tiếp quấn quanh cửa đỉnh những xúc tu khác lại nhanh chóng đuổi theo quấn lấy tham lang đang có khoảng cách gần nhất vẻ mặt tham lang trở nên âm trầm gã vỗ vào túi trữ vật rồi lập tức lấy ra một cái bình phong gã để nó sang một bên hai tay bắt pháp quyết một cỗ lực lượng dời núi lấp biển đột nhiên xuất hiện trong hư không vương lâm đang chạy thì thường thức xuất hiện ảo giác giống như tất cả tinh không chẳng còn tồn tại mà chỉ cảm thấy xuất hiện một luồng khí thế khổng lồ cao vạn trượng mạnh như cầu vồng sương hà đồ tốc độ của tinh la bàn dưới chân vương lâm chậm hẳn lại trong mắt của hắn lộ ra vẻ mê mê mang mang nhìn chằm chằm vào bình phong khổng lồ vật này năm xưa hắn đã từng gặp qua rồi tham lang từng nói là gã không tìm được sương hà đồ chân chính nhưng lại tìm được cái bình phong có dấu ấn của sương hà đồ ánh mắt phụng nguyệt vẫn lạnh lùng trong mắt nó lóe lên một tia ký hiệu kỳ dị Vương Lâm biết được ký hiệu này chính là ngôn ngữ của cổ thần. Ký hiệu này vừa lóe ra thì một ngón tay trăm trượng đột nhiên xuất hiện trước vọng nguyệt. Thứ được huyển hóa ra chỉ là một ngón tay với làn da cực kỳ thô ráp, nhưng bên trên lại mơ hồ tràn ngập một luồng khí tức làm người khác phải mê muội. Ngón tay này tuy chỉ là hư ảo, nhưng khoảnh khắc khi nó hiện lên trong mắt Vương Lâm, thì câu nói vọng nguyệt phẫn nộ như một chỉ của cổ thần lại trở nên chân thực không thể tưởng tượng được. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trán vả đầy mồ hôi trong lòng cảm thấy kinh hoàng cuối cùng hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói trên rồi lông tóc trên khắp toàn thân tham lang dừng ngược lên năm xưa khi gã bị lý nguy dữ hồ quyên văn đối vân tiên tri nhất châu truy đuổi cũng chưa từng có cái loại cảm giác cận kề sống chết như bây giờ ngón tay hư ảo khổng lồ xuất hiện giống như do thiên đạo biến thành làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như nó có thể thay thế cho cả thiên địa đây không phải là đạo niệm mà những tu sĩ bình thường có thể cảm ngộ được mà nó so với đạo niệm còn mạnh hơn rất nhiều lần thậm chí có thể nói cấp độ của nó đã vượt qua rất xa đạo của bản thân tuy tu vi của tham lang đã lên đến đỉnh cao nhưng mà cũng chỉ là những tu sĩ bình thường bù lại thì kiến thức của gã rất vi phạm toàn kết giao với những tu sĩ đã bước vào bước thứ hai gã hiểu rõ rất nhiều chuyện bí ẩn của những người này lúc này tham lang vừa nhìn qua đã thấy trên ngón tay khổng lồ này ẩn chứa một đạo niệm đáng sợ một chỉ điểm ra giống như mây xanh gió nhẹ không lan ra bất kỳ cơn sóng âm nào giống như một phàm nhân đang chìa tay điểm nhẹ về phía trước nhưng một chỉ này rơi vào mắt của vương lâm lập tức làm cho đồng tử co rút lại thậm chí hắn còn sinh ra một loại cảm giác giống như nguyên thần đang muốn phóng ra khỏi cơ thể đi nghiên tiếp một chỉ đang phóng tới kia khoảng cách của tham lan đến một chỉ kia là gần nhất nên những cảm nhận của gã còn sâu đậm hơn vương lâm gấp trăm lần một chỉ này vừa đến, Tham Lan đã vội lui về phía sau một bước, rồi xuất hiện ở phía sau lưng cái bình phong sưng hạ đồ. Trong nháy mắt, núi sông đột nhiên hiện lên. Tinh không lóe lên giống như không còn nữa. Nhưng mặc dù là núi sông thì cũng bị một chỉ của cổ thần đè lên, giống như nó vẫn mãi mãi tồn tại trước mặt. Những tiếng kèn két từ bên trên bình phong truyền ra, từng vết nứt lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt sưng hạ trong tinh không đột nhiên biến mất Tham Lan phun ra một ngụm máu lớn rồi cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau. Khi gã lùi ra phía sau lại liên tục phun máu, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Một chỉ của cổ thần không ngừng lại mà tiếp tục ứng về phía Tham Lan ở phương xa. Lúc này mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào bình phong trong tinh không. Tuy nó vẫn còn những vết rách nhưng mà thần thông ở bên trên rõ ràng chính là sơn hạ đồ. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia sáng kỳ dị. Lúc này nhìn thấy cổ thần chỉ truy đuổi về phía Tham Lan thì hắn cắn chặt răng rồi cơ thể chợt lóe lên xương vọng nguyệt giao cho tiên vệ cả người của vương lâm thì hóa thành một đạo tàn ảnh phóng thẳng ra ngoài giống như thuấn di tốc độ của vương lâm quá nhanh chỉ trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh bình phong sơn hà đồ lúc này tham lang cũng không thèm bận tâm đến chuyện vương lâm muốn đoạt bảo gã dùng tốc độ đỉnh cao điên cuồng bỏ chạy ngón tay cổ thần được huyển hóa ra hơi ngừng lại rồi chậm rãi thay đổi phương hướng hình như nó đang tập trung lên người vương lâm Vương Lâm cảm thấy da đầu tê dại, tay phải hắn không chút do dự vung một chỉ lên hư không. Hắn hầu như đem tất cả tiên lực trong bản thân ngưng tụ lại, trong miệng quát lên. Đính! Đối tượng Vương Lâm thi triển pháp thuật không phải là ngón tay cổ thần mà chính là tham lan. Hai mắt tham lan đỏ hồng từng mảng, cơ thể đột nhiên ngừng lại, trong lòng lại điên cuồng mắng chửi. Tuy gã chỉ ngừng lại trong nháy mắt, nhưng lại lập tức thu hút sự chú ý của ngón tay cổ thần Vương Lâm lợi dụng cơ hội này, ôm um lấy cái bình phong sơn hạ đồ, bỏ vào trong túi trữ vật, rồi nhanh chóng rút lui, không chút do dự. Lúc này trái tim của hắn đang đập đùng đùng trong lồng ngực, nguy hiểm trước mặt vẫn chưa qua đi. Hắn dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía tiên vệ. Còn rối tiên vệ vẫn bỏ chạy một đường thẳng, nhưng mà tốc độ của nó rõ ràng không thể so sánh với vọng nguyệt khổng lồ và một ngón tay khủng bố của cổ thần vẻ mặt tham lam đột nhiên trở nên tái nhợt khi ngón tay cổ thần đã đến bên người thì gã lập tức vỗ vào túi trữ vật trong tay lập tức xuất hiện một cái vương miệng lấp lánh kim quang giống như của một hoàng đế phạm nhân trên vương miệng gắn vào năm hạt châu cực lớn bên trên được bao phủ bằng năm vầng sáng kim một thủy hỏa thổ tham Lan lập tức đội vương miệng lên đầu trong nháy mắt kim quang lóe lên sáng chói nhưng lại lập tức bao bọc tham Lan lại giống như là lưu tinh trên người của gã đột nhiên xuất hiện một hư ảnh khổng lồ nhìn không rõ diện mạo nhưng toàn thân lại mặc một bộ lông bào với khí thế uy nghiêm tràn ngập thiên địa vì mới ra tung tiên đế quan này lão phu đã phải liên tục giết chết chín nghìn chín trăm chín mươi chín đế dương phạm nhân lấy linh hồn của bọn họ dung nhập vào trong lúc này mới đạt được yêu cầu để ta xem có thể chống lại một ngón tay của con súc sinh này hay không tham lang gầm nhẹ ngón tay cổ thần được huyển hóa ra vỗ lên trên người của gã một tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên vang vọng khắp không gian ngón tay cổ thần không có bất kỳ biến hóa nào sau khi ấn lên người tham lang thì lập tức thu hồi lại về phần tham lang thì vẻ mặt càng trở nên tái nhợt kim quang khắp toàn thân đột nhiên tan vỡ chín nghìn chín trăm chín mươi chín linh hồn đế vương tiêu tan thành mây khối trong nháy mắt ngay cả vương miệng trên đỉnh đầu cũng bị đánh cho rớt khỏi đầu rồi phóng thẳng về phương xa nhưng mà kỳ dị là cái vật đó bị một ngón tay cổ thần đánh vào mà vẫn không có một vết nứt nào vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Một luồng sức mạnh khổng lồ điên cuồng tràn vào cơ thể của tham lang, cơ thể của gã trở nên run rẩy, trên da thịt lóe ra những luồng sáng bảy màu, rồi trực tiếp phóng thẳng xuống dưới giống như lưu tinh. Tham lang lúc này đã không biết sống chết, biến mất bên trong tinh khung Trong mắt vương lâm hiện lên vẻ hoảng sợ, khi ngón tay cổ thần vỗ về phía tham lang, hắn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy nhưng mà đúng lúc này ngón tay cổ thần được huyển hóa ra đột nhiên xuất hiện phía sau vương lâm rồi trong nháy mắt khí tức quen thuộc của cổ thần bao phủ khắp đất trời một chỉ được ấn xuống mục tiêu của một chỉ cổ thần không phải là tiên vệ mà chính là vương lâm vương lâm hầu như đã hồn bay phách lạc trong nháy mắt ngón tay đã tới sát bên người trong khoảnh khắc nguy hiểm này mắt vương lâm đột nhiên lóe lên hàng quang. vương lâm rút đi tất cả những gì hắn đã chuẩn bị trước trong người con rối tiên vệ ra từng đạo từng đạo sát lục từ trong cơ thể tiên vệ bay thẳng ra ngoài trong nháy mắt hàng trăm vạn đạo khí sát lục âm âm phóng đến rồi tạo thành từng đạo sinh chi lạc ứng để chống đỡ một chỉ của cổ thần ngón tay cổ thần vừa động sinh mệnh lạc ứng đã giống như một tờ giấy mỏng manh vang lên những âm thanh rèn rẹt rồi vỡ vụn bất kể có ẩn tàng khí sát lục hay không tất cả đều vỡ vụn dưới một lực lượng không thể tưởng tượng được vẻ mặt phương lâm trở nên tái nhợt nhưng mà trong mắt lại không hoảng loạn hắn và tiên vệ lui ra phía sau rồi lập tức vỗ vào túi trữ vật đệ nhị tiên vệ đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước người của hắn ngón tay cổ thần vỗ lên trên người đệ nhị tiên vệ toàn thân tiên vệ lập tức rung lên bằng mắt thường có thể nhìn thấy được xác thịt của tiên vệ đang nhanh chóng tan rã rồi sụp đổ sau khi đập nát đệ nhị tiên vệ ngón tay cổ thần lại ấn lên người vương lâm cách đó bảy xích một cảm giác xương thịt vỡ vụn lập tức điên cuồng hiện ra trong cơ thể vương lâm loại nguy cơ này loại cảm giác sinh tử này đè nén làm cho người vương lâm cảm thấy khó thở vương lâm gầm lên giận dữ hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên từng đạo kiếm khí của lăng thiên hậu trong cơ thể của hắn bắn ra trong nháy mắt khi ngón tay cổ thần đánh xuống thì tất cả kiếm khí đã đánh thẳng vào bên trên kiếm khí của lăng thiên hậu có một uy lực nhất định ngón tay cổ thần hơi ngừng lại một chút nhưng lại vội vàng ứng xuống không chút do dự lúc này một chỉ lập tức điểm lên trước ngực của vương lâm một cơn đau từ trước ngực vương lâm truyền ra trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân chỉ trong khoảnh khắc xác thịt của vương lâm đã tan vỡ đầu tiên là xác thịt sau đó là xương cốt tất cả đều hóa thành bụi phấn rồi tan thành mây khối một ngón tay của cổ thần đã phá hủy xác thịt của vương lâm nhưng cũng không ngừng lại mà trực tiếp ấn thẳng lên nguyên thần rõ ràng vọng nguyệt đang muốn diệt sạch mọi ý niệm trong đầu của vương lâm trong nháy mắt này vương lâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguyên thần không thể rời khỏi khiếu huyệt giống như năm xưa sau khi nuốt vào nửa con lôi lông thái cổ hình như bên trong đang có một lớp màng chặn lại dù hắn có tấn công thế nào cũng không thể đâm thủng lớp màng vì vậy nguyên thần mất đi tất cả năng lực chỉ có thể nằm lại bên trong sự giới hạn của cơ thể hắn cũng không thể thi triển được một số thần thông khác nhưng mà đúng lúc này một chỉ của cổ thần đã tới sát bên người một chỉ lập tức đánh vỡ cái lớp màng bọc bên ngoài nguyên thần nguyên thần vương lâm bùng nổ ra ngoài giống như những tia chớp rồi hóa thành một con thái cổ lôi lung nó hướng về phía ngón tay cổ thần mà gầm rống trong lúc lôi lung thét gào thì có rất nhiều lôi cổ xuất hiện khắp bốn phía rồi điên cuồng đánh thẳng về phía ngón tay cổ thần lợi dụng cơ hội này thái cổ lôi lung do nguyên thần của vương lâm hóa thành vội vàng cuốn lấy xác thịt đã tan vỡ rồi bọc luôn lấy túi trữ vật rồi dùng tốc độ nhanh hơn cơ thể trước đó gấp mấy lần cuốn theo cả tiên vệ và khúc xương của vọng nguyệt nhanh chóng phóng đi trong lúc chạy trốn, Vương Lâm trong nguyên thần lộ ra vẻ chua xót. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Vương miệng lúc nãy được tham lang lấy ra trong tinh không ở phương xa. Lúc này Vương miệng đang trôi nổi trong tinh không và chậm rãi di động. Trong lòng Vương Lâm khẽ động, thần thức lập tức phóng ra thu lấy Vương miệng rồi nhanh chóng phóng đi không quay đầu lại. Ngón tay cổ thần chậm rãi tiêu tán, vọng nguyệt khổng lồ nhìn về Vương Lâm đang bỏ chạy ở phương xa, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư nó nhìn thoáng qua cự đỉnh khổng lồ trên những xúc tua rồi hơi chút do dự. Sau đó thân thể khổng lồ lại phóng thẳng về phía trước đuổi theo. Vương Lâm cảm thấy vọng nguyệt đang đuổi theo ở phía sau, hắn nhịn không được phải chửi mắng ầm lên. Lúc này Vương Lâm đã thừa nhận chính mình đã quá lỗ mãn, hắn không ngờ tham lan sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn có thể làm cho vọng nguyệt thức tỉnh. Nếu không thì dựa vào những kế hoạch của Vương Lâm, hắn chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy. Lần này hắn tổn thức quá lớn, thức tinh kiếm trận đã bị phá hủy toàn bộ cấm phiên thì tan vỡ một luồng kiếm khí của lăng thiên hậu tiêu tán hơn nữa lúc này nhục thân cũng tan vỡ chỉ còn lại sự tồn tại của nguyên thần nhưng vương lâm cũng đoạt được rất nhiều vật nếu nguyên thần thoát khỏi vòng vây thì hắn sẽ có nửa khúc xương vọng nguyệt núi đá rút hùng bình phong sơn hà đồ cuối cùng còn có thêm vương miệng cuối cùng cũng không tính toán được rõ ràng là được hay là mất vương lâm thầm than rồi dùng tốc độ cực nhanh mà phóng đi Vọng Nguyệt ở phía sau chậm rãi đi đến gần, mỗi lần nó lướt về phía trước lại vượt qua được rất nhiều khoảng cách. Nếu bây giờ Vương Lâm vẫn còn có cơ thể thì đã sớm bị Vọng Nguyệt đuổi kịp, nhưng lúc này xác thịt của hắn đã không còn mà chỉ còn lại nguyên thần, với tốc độ của nguyên thần thì hơn cơ thể rất nhiều lần. Trong quá trình bỏ chạy, nguyên thần Vương Lâm lại càng dung nhập vào bên trong tinh la bàn, nó mang theo tiên vệ và một nửa đoạn xương Vọng Nguyệt điên cuồng bỏ chạy. Vương Lâm không chắc có phải gặp lại ngón tay của cổ thần nữa hay không, nếu không thì sẽ may mắn chạy thoát được Một khi bị vọng nguyệt đuổi kịp Thì chắc chắn sẽ chết Nguyên thần vương lâm dung nhập vào trong tinh la bàn Nó sử dụng tốc độ đạt đến mức không thể tin được Khoảng cách giữa nguyên thần và vọng nguyệt Dần dần trở nên cân bằng Tuy nguyên thần không thể chạy thoát Nhưng vẫn giữ được một khoảng cách nhất định Nhưng phi hành với tốc độ này Sẽ làm cho nguyên thần vương lâm tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng Hắn vốn đã bị trọng thương rồi Lúc này thương thế lại càng ngày càng nặng Nguyên thần lại trở nên hơi ảm đạm vương lâm chạy từ la thiên bắc vực sang tới la thiên nam vực phi hành với tốc độ cao trong một khoảng thời gian dài làm nguyên thần vương lâm càng ngày càng yếu dường như sắp không gượng nổi đến nơi rồi nhưng tốc độ của vọng nguyệt ở phía sau cũng chậm lại đặc biệt là khi đi vào khu vực ranh giới giữa la thiên nam và bắc vực vọng nguyệt đã hoàn toàn dừng lại nó phát ra vài tiếng gầm rống rầu rĩ nhưng không dám vượt qua vương lâm ngẩn người ra nhưng lại điên cuồng gia tăng tốc độ rất lâu sau, hắn đã cảm thấy vọng nguyệt vẫn luôn bám theo phía sau lại không đuổi theo nữa, mà khoảng cách lại càng ngày càng xa. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt vẫn còn lộ ra một tia sợ hãi. Vọng nguyệt này quá thật là quá mạnh mà, nếu tốc độ không nhanh thì ngày hôm nay ta chắc chắn phải chết rồi. Nếu so sánh những biểu tả về vọng nguyệt trong ký ức của đồ ti đối với vọng nguyệt này, thì ngoại trừ dễ bề ngoài giống nhau, những thứ khác căn bản là không cùng một loại mà. Dụng nguyệt này sao lại mạnh như vậy chứ vương lâm quay đầu lại nhìn la thiên bắc vượt ở phương xa trong mắt hiện lên vẻ trầm tư với sức mạnh của vọng nguyệt vì sao nó lại không dám tiến vào chỗ này chứ chẳng lẽ chỗ này có cái gì đó làm cho nó cảm thấy sợ hãi sao vương lâm suy nghĩ lại không ra được manh mối hắn thầm than một tiếng nhìn qua tình trạng nguyên thần của mình rồi cười khổ à, tuy cái lớp mạng nguyên thần bị phá vỡ đúng là một chuyện tốt nhưng mất đi xác thịt thì muốn ngưng tụ lại một cái không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian nữa nếu đoạt xá lại có rất nhiều hạn chế Cơ thể mà không tốt thì lưỡi bất cập hại Trầm ngâm một lát Vương Lâm phóng thẳng về phía trước không chút do dự Lúc này gì cần làm trước mắt Là phải tìm một chỗ bế quan Để luyện hóa nửa khúc xương trọng nguyện này Để xem có thể làm hạt châu thiên nghịch viên mãn hay không Sau đó ngưng tụ lại thân thể Ánh mắt Vương Lâm lấp lánh Hắn phóng thẳng về tinh không vô tận ở phía trước vọng nguyệt ở phương xa trong hai mắt khổng lồ của nó hiện ra vẻ do dự một lúc sau thân thể nó chậm rãi lui lại trong ký ức của nó hình như có người từng cảnh cáo không cho nó tiến vào cái địa phương này nhưng mà ký ức này đã quá lâu rồi dĩ nhiên cũng rất mơ hồ nhưng cảm giác khủng hoảng ngày xưa vẫn khắc sâu trong trí nhớ mặc dù là bây giờ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tư duy của nó vọng nguyệt dừng lui lại phía sau những xúc tua khắp toàn thân nó đung đưa qua lại từ xa nhìn lại sẽ thấy một luồng uy áp khổng lồ làm cho người khác phải sợ hãi có những tu sĩ trên đường đi nhìn thấy vọng nguyệt nhưng mà vừa liếc mắt nhìn qua thì lông tóc toàn thân đã dựng ngược lên tâm thần chấn động mạnh bọn họ quay người lại bỏ chạy chỉ hận tốc độ mình quá chậm đến phạm vi ngũ đại chủ tinh trên la thiên bắc vực thì vọng nguyệt ngừng lại rồi cơ thể co rút thành một khối cầu nó cuốn cự đỉnh vào trong cơ thể tất cả xúc tua chậm rãi thu lại rồi dung nhập vào trong cơ thể vọng nguyệt từng luồng sương mù trong cơ thể vọng nguyệt tràn ra tạo thành một cái vùng sương mù tràn ngập khắp bốn phía vọng nguyệt lại bắt đầu trạng thái thứ hai bắt đầu ngủ nhưng mà lần này vị trí nó chọn lại rất gần la thiên bắc vực tất cả tu sĩ ở đây đều cảm thấy tê dại trong lòng chỗ này quá gần ngủ đại chủ tinh trên một tinh cầu vẫn còn rất nguyên thủy trong tinh không la thiên bắc vực ở đây linh khí không đậm nhưng cũng có phạm nhân trú ngủ vào một ngày, trên không rơi xuống một vực toàn thân lấp lánh những tia sáng bảy màu. Vật đó rơi ầm ầm xuống một vùng đồng bằng phía bắc tinh cầu. Tất cả xương cốt toàn thân tham lang đều vỡ vụn, xác thịt tan vỡ, nguyên thần cũng bị hao tổn, nhưng gã lại không chết. Không những không chết, vẻ mặt của gã lại lộ ra vẻ vui mừng như điên. Trước khi gã đến La Thiên Tinh Vực, thì trong cơ thể có rất nhiều lạc ứng. Những lạc ứng này đều là của những cường giả có thể dễ dàng giết chết gã. Nhưng khi một chỉ cổ thần tiến đến bên người lại dùng một loại biến hóa kỳ dị làm cho những lạc ứng trong cơ thể gã tan vỡ. Chỉ còn tồn tại duy nhất đạo lạc ứng của thiên vận tử. Chỉ cần cho lão phu thời gian, lão phu sẽ tin có một ngày khôi phục trở lại. Tham lan hít vào một hơi thật sâu, cơ thể của gã chậm rãi trầm xuống rồi biến mất trên đồng bằng. Từ ngày hôm nay, tất cả phạm nhân đang sống trên tinh cầu bình thường này đều ngửi thấy một mùi tanh tưởi như có như không nhưng có thăm dò như thế nào cũng không thể tìm ra được nơi tỏa ra cái mùi vị này giống như là mùi tanh này từ trong mặt đất truyền ra ngoài vậy lúc này vương lâm đang bay trên la thiên nam vực hắn không đi tìm những tu chân tinh của tu sĩ sinh sống mà mục tiêu của hắn lại đặt lên những tinh cầu bỏ hoang trong nguyên thần của vương lâm mơ hồ cảm giác được có một địa phương trên la thiên nam vực này làm cho hắn cực kỳ thoải mái vương lâm vô thức bay đi hình như đã càng ngày càng đến gần mặc dù nguyên thượng của hắn bị thương nhưng lại có một vài chuyển biến tốt đẹp dần dần địa phương mà vương lâm đang tìm kiếm càng lúc càng gần khi hắn nhìn về phía vị trí làm mình cực kỳ thoải mái ở phương xa thì trong mắt lại lộ ra những tia sáng kỳ dị trước mặt hắn là một tầng được tạo thành bởi rất nhiều tảng đá to nhỏ giống như bị một lực lượng thường kỳ điều khiển đá dày đặc bao phủ khắp chung quanh tạo thành một bức tường thiên nhiên kiên cố vương lâm có thể cảm giác được địa phương làm hắn cực kỳ thoải mái chính lỡ bên trong những lớp đá này hắn trầm ngâm trong chốc lát thân thể chưa động mà từ trong tinh la bàn huyển hóa ra vương lâm cầm lấy xương vọng nguyệt rồi dùng tâm niệm điều khiển con rối tiên vệ lập tức lóe lên rồi xuyên qua những tầng đá chậm rãi tiến vào bên trong tầng đá này rất lớn tiên vệ bay một hồi lâu mà chưa tiến vào được bên trong nhưng lại có những cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mặt đây là một tinh cầu bỏ hoang tinh cầu này không lớn thậm chí nó chỉ bằng một nửa vân tinh thôi nhưng mà trên tinh cầu này lại có những luồng lôi quang và sấm sét xẹt qua lại giống như nó bị một hàng rào điện bao quanh sấm sét ở đây giống như vô cùng vô tận cũng không ngừng hạ xuống tinh cầu vô danh này ở một nơi cực kỳ hẻo lánh trên la thiên nam vực hơn nữa ở bên ngoài còn có một tầng đá bao phủ nên không dễ bị người ta phát hiện một tia thưởng thức của vương lâm ở trên người tiên vệ nên tất nhiên hắn nhìn thấy được toàn bộ tinh cầu này loại cảm giác thoải mái càng lúc càng gần nhưng mà hắn cũng hiểu chỗ thực sự làm cho hắn cảm thấy thoải mái cũng không phải là tinh cầu nhỏ bé này mà phải ở sâu bên trong lớp đất đá nhưng nơi đây có một loại sức mạnh kỳ dị có thể hạn chế dùng thần thức điều tra nên hắn không thể nhìn rõ được toàn cảnh nói như vậy cũng chỉ có tương đối khi vương lâm nhìn thấy tiểu tinh cầu này thì cảm giác thoải mái được sinh ra còn yếu hơn rất nhiều so với việc ở sâu bên trong từng đá đây là một chỗ tuyệt vời để làm động phủ mà Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn cuốn quanh nửa khúc xương vọng nguyệt rồi phóng thẳng vào trong tầng đá. Dần dần hắn đã cùng Tiên vệ tận mắt nhìn thấy Tiểu Tinh Cầu tràn đầy lôi điện. Nếu ở chỗ này thì những vết thương của ta sẽ khôi phục cực nhanh. Vương Lâm trầm ngâm trong khoảnh khắc. Tiên vệ tiến lên phía trước mở đường, rồi cả hai phóng thẳng vào Tiểu Tinh Cầu. Trước tiên cứ ở chỗ này để vết thương khôi phục và ngưng luyện cơ thể đã. Sau đó ta sẽ đi vào sâu bên trong tầng đá xem thử. Vương Lâm biết sau khi nguyên thần của mình nuốt vào nửa con thái cổ lôi long thì đã bị dị hóa. Tất cả những thần thông vị lôi đối với hắn không có bất kỳ tác dụng nào. Chỉ cần lôi không vượt quá mức độ quyền lực của lôi lông ở thời kỳ thái cổ lại được. Khi xác thịt Vương Lâm tan vỡ, một chỉ của cổ thần lại xét toạc tấm mạng trên nguyên thần, làm cho nó thoát khỏi sự vây khốn. Nhưng trước đó hắn cũng bị thương, sau đó lại phải bỏ chạy quá sức nên vết thương ngày càng nặng lúc này khi tâm tình lắng xuống vương lâm mới hiểu ra tất cả mọi chuyện còn trước đó hắn không thể hiểu nổi vì sao nguyên thần của mình lại có thể tự tìm đến nơi đây được nhưng mà từ lúc này hắn đã hiểu nếu thái cổ lôi long bị thương thì nhất định sẽ đi tìm một địa phương tràn đầy lôi điện chỉ có những nơi như vậy lôi long mới nhanh chóng được khôi phục trở lại mới có cảm giác cực kỳ thoải mái thậm chí còn cảm thấy an toàn sau khi thân thể vương lâm tan vỡ nguyên thần thoát khỏi trói buộc thì giống như một con thái cổ lôi long Vậy nên nó mới có thể thu hút hắn đi đến chỗ này Sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện Lúc này Vương Lâm mới trở nên thản nhiên Hắn đưa mắt nhìn tiểu tinh cầu tràn đầy lôi quang ở phía trước này Cũng không khỏi cảm thấy có chút thân thiết Giống như đã trở về quê hương vậy Sau đó Vương Lâm phóng vào bên trong Lôi quang nổ ầm ầm liên tục lọt vào tay Bầu không khí tràn ngập sấm sét lan tỏa lên trên người Lập tức làm Vương Lâm xuất hiện một luồng cảm giác rất dễ chịu Cảm giác này trực tiếp tiến vào trong nguyên thần Vương Lâm giống như có một đôi tay mềm mại đang khẽ vuốt ve bên trong. Lúc này Nguyên Thần Vương Lâm đột nhiên tỏa ra lam quang, những luồng sấm sét liên tục dung hợp vào trong Nguyên Thần rồi vẫn chuyển qua lại. Có một bộ phận nhỏ sấm sét chuyển lên trên khúc xương vọng nguyệt, làm cho dãy núi khổng lồ này phát ra những âm thanh đùng đùng. Nhưng con rối tiên vệ lại lập tức dừng bước lại. Trong đôi mắt linh động lộ ra một tia do dự hiếm thấy, hình như nó có vẻ sợ lôi quang. Vương Lâm quay đầu lại, trong ánh mắt hiện lên sự cân nhắc tiên vệ vốn cũng không sợ sấm sét dù sau khi luyện chế vật này vương lâm cũng thổi vào một chút thần khí bên trong cũng ẩn chứa uy lực của sấm sét hơn nữa những năm gần đây tiên vệ chiến đấu cũng thường gặp phải thần thông lôi hệ nhưng mà trước đó lại chưa từng do dự như thế này bao giờ chẳng lẽ lôi quan ở đây có cái gì đó kỳ dị sao ánh mắt vương lâm trở nên ngưng trọng hắn cẩn thận quan sát lôi quan đang xẹt qua xẹt lại trên thân thể trong mắt hiện ra một tia sáng giống như đã hiểu. Lôi quang ở đây là tự nhiên, không phải là do bất kỳ pháp thuật thần thông nào huyển hóa ra. Đặc tính của nó cực kỳ giống nguyên thần chi lôi của Vương Lâm. Thảo nào con đối tiên dị lại sợ hãi như vậy? Lôi phân ra thành tiên thiên và hậu thiên. Hậu thiên là do các loại thần thông biến hóa mà ra. Còn tiên thiên ấy thì không phải là thần thông mà do trời đất sinh ra. Tâm thần Vương Lâm khẽ động, còn rối tiên vệ lui người ra phía sau rồi khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở một chỗ rất gần từng đá khổng lồ bên ngoài. Vương Lâm xoay người, hắn thu tinh la bàn, ôm lấy xương vọng nguyệt rồi chậm rãi bay vào bên trong tinh cầu lôi quang. Khi Vương Lâm đi vào sâu bên trong thì lôi quang ngày càng dày đặc, hầu như đã đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Nếu là người khác thì chắc chắn cũng sẽ làm như tiên vệ khôi lỗi mà chọn cách rút lui. Dù sao thì lôi điện ở chỗ này cũng đã vượt qua mức độ chịu đựng của cơ thể nhưng đối với Vương Lâm, mà đặc biệt là sau khi xác thịt tan vỡ, thì chỗ này không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngược lại hắn càng đi sâu vào bên trong, cảm giác thoải mái lại càng lúc càng mạnh. Nếu xác thịt Vương Lâm vẫn còn, nhất định sẽ có hạn chế. Cho dù đi vào chỗ này thì nhục thân cũng không thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ hắn đang ở trong tình trạng âm xoa dương thác, nên dùng tốc độ cực nhanh vượt qua lôi quang, đi sâu vào trong tinh cầu. Tất cả mọi thứ đập vào mắt của Vương Lâm đều là lôi quang phóng qua xẹt lại, toàn bộ bên trong tinh cầu đều được sắm xét bao phủ dày đặc giống như hắn đang đi thẳng vào lôi ngục vương lâm nhìn lôi quang tràn ngập khắp mặt đất cảm giác thoải mái trong nguyên thần càng lúc càng nồng đậm trên mặt đất không còn bất kỳ cây cỏ nào không có bất kỳ sinh linh nào có thể tồn tại trong hoàn cảnh này dù sao thì nơi đây lôi quang cũng quá nhiều đã cắt đứt tất cả sự sống tạo hóa thật thần kỳ nếu ở bên ngoài tầng đá thì sẽ không thể phát hiện ra chỗ này nếu trong nguyên thần của vương lâm không có phản ứng thì chắc chắn sẽ không thể tìm đến được nơi đây chỗ này tuy không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại nhưng mà lại có những luồng sinh cơ nồng đậm từ trong mặt đất bay ra với mức độ khổng lồ không thua kém bất kỳ một tu chân tinh tràn đầy linh khí nào nhưng mà ở đây lại không có bất kỳ tia linh khí nào tồn tại vì dưới những luồng lôi quan dày đặc này thì bất kỳ tia linh khí nào bay ra cũng đều bị sấm sét đánh tan trời đất đều bị bao phủ vào bên trong những cái luồng lôi quan cực mạnh rất nhiều lôi điện từ trên trời giáng xuống tạo ra những tiếng nổ ầm ầm mặt đất hấp thu lôi quang rồi lại hóa thành những con rắn điện xẹt qua lại khắp mọi nơi giống như lôi trì trong mắt vương lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị địa phương này rất tuyệt vời đối với hắn người nào ở đây dùng lôi điện để tu luyện lôi nguyên thuật thì chắc chắn sẽ có thành công lớn mà nguyên thần vương lâm rơi xuống mặt đất giống như rơi vào trong một cái hố sâu tràn đầy lôi quang rất nhiều điện quang trên mặt đất chậm rãi lan vào trong nguyên thần ngay cả một nửa xương của vọng nguyệt lúc này cũng bị lôi quang bao quanh cơ thể vương lâm khẽ động nửa đoạn xương của vọng nguyệt lập tức rơi đánh ầm trên mặt đất giống như trên tinh cầu này xuất hiện thêm một dãy núi cơn chấn động mạnh làm cho tinh cầu này phải rung lên chuyện này giống như ném vào trong hồ nước một tảng đá khổng lồ tạo ra những con sóng lớn tỏa ra khắp bốn phía trên tinh cầu lôi quang xương của vọng nguyệt giống như một tảng đá lớn đập thẳng xuống làm cho những mảng lôi điện khổng lồ mạnh mẽ lan ra khắp bốn phía mức độ đậm đặc của lôi quang so với vừa rồi còn liên tục tăng lên gấp mấy lần đặc biệt là những tiếng sấm nổ ầm ầm cứ vang lên liên tục giống như từ thời viễn cổ truyền lại nguyên thần vương lâm khoanh chân ngồi xuống thái cổ lôi long vẫn chưa được hoàn toàn hấp thu trong nguyên thần vẫn còn một sợi tơ nhỏ sau khi uống éo một lúc thì tạo thành hình dáng lôi long hai tay vương lâm bấm pháp quyết rồi đặt lên hai đầu gối trong mắt vương lâm lôi quang lấp lánh hắn khẽ hút vào mặt đất lôi trì lập tức hỗn loạn giống như dòng nước những cơn sóng nổi lên rồi phóng thẳng về phía của vương lâm ngưng tụ lại những tiếng sấm động rẹt rẹt nổi lên khắp bốn phía đồng thời cũng có rất nhiều tia lửa bắn thẳng ra mỗi một tia lửa này đều ẩn chứa lôi uy của trời đất có thể làm cho những tu sĩ bước thứ nhất phải biến sắc vương lâm chậm rãi nhắm chặt mắt lại để mặc cho lôi quang tùy ý dung nhập vào trong nguyên thần bên ngoài cơ thể của hắn lôi quang vẫn rất nồng đậm liên tục kéo dài trên mặt đất tạo thành một mạng lưới lôi cầu ngưng tụ lại rồi bắn ra bốn phía quanh cơ thể của vương lâm vương lâm đang ngồi bên trong lôi cầu từng đảo lôi quang rơi lên trên người sau khi vận chuyển một vùng khắp toàn thân thì biến mất quá trình đó cứ lặp đi lặp lại vương lâm đã quên mất thời gian toàn bộ tâm thần của hắn đều đã dung nhập vào trong lôi quang một luồng uy áp cuồn cuộn chậm rãi hiện ra khắp bốn phía rồi bị nguyên thần vương lâm hấp thu toàn bộ tinh cầu lôi quang từ bên ngoài nhìn vào ngoại trừ lôi quan dùng dập và hung tàn ra thì hình như không còn bất kỳ điều gì khác lạ con rối tiên vệ đang ngồi trên một khối đá lớn ngoài tinh cầu lôi quan nó tuy rằng đang nhắm mắt tĩnh tọa nhưng mà thần thức lại tản ra nếu bốn phía có xuất hiện bất kỳ biến động hoặc biến cố nào có thể uy hiếp đến vương lâm thì nó sẽ xuất thủ ngay trung thành là một chuyện mà năm xưa được tiên đế coi trọng nhất để sáng tạo ra con rối tiên vệ thời gian chậm rãi trôi qua nháy mắt đã qua 10 năm. Năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay cả trên tinh cậu lôi quang Vương Lâm đang tỉnh tọa, cũng chỉ có lôi quang ít đi một chút, chứ không có bất kỳ biến hóa nào khác. Còn rối tiền vệ ngồi bên ngoài tinh cậu lôi quang 10 năm không chút nhúc nhích. Nó chỉ yên lặng ngồi đó bảo vệ, giống như đây là một trách nhiệm của cả đời. Nó đợi chờ năm tháng trôi qua, cho đến ngày có thể khôi phục lại tự do. Lúc này chỗ Vương Lâm đang ngồi tĩnh tọa trên tinh cầu lôi quang, đột nhiên hiện ra một quả lôi cầu khổng lồ lôi điện trên bầu trời liên tục hàng lâm rơi lên trên lôi cầu rồi lại nhanh chóng bị nó hấp thu lúc này ngay cả những tia lôi điện đang được đánh xuống ở rất xa cũng bị thu hút chúng đột nhiên vặn vẹo rồi phóng tới lôi cầu vương lâm ở trong quả cầu lôi quang nguyên thần liên tục ngưng luyện rồi khôi phục lại vết thương nơi đây đối với hắn là địa điểm thích hợp nhất để chữa thương thiên lôi vô tận giống như một đan dược tuyệt vời nhất của thế gian liên tục bị vương lâm hấp thu vết thương của hắn đã dần dần khôi phục. Hết tập 149 của bộ truyện tiên nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.